Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện nhất tiếu, truyền thể thành phim Hoàn Tâm Ký của tác giả Xí Dực Thiên Vũ. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. chương 31 Một đôi gối ngọc nạm sừng tê giác đặt trên ngà voi dài tám thước trên giường, với họa tiết thêu bằng chỉ bạc viền xung quanh, mang năm màu rực rỡ của lông phượng hoàng, vốn là nơi tiên nhân từng lưu trú, giờ đây lại lạnh lẽo đến lạ. Là... Phượng Hí Dương ngồi trước bàn trang điểm, tinh thần hoang mang. Đã bốn ngày trôi qua, nàng vẫn chưa có cơ hội gặp được Hạ Tĩnh Thạch dù chỉ một lần. Ban ngày, hắn hoặc là bận việc chiều chính, hoặc là cùng tuyết ảnh và cha nàng luyện võ. Đến buổi tối, dù nàng sai người đến hỏi thăm vào giờ nào, câu trả lời luôn là Điện Hạ đang bận công vụ chưa thể xong, mong Vương Phi hãy nghỉ ngơi trước. Ngày hôm đó, nàng nhìn hắn bước đi kiên quyết về phía xe ngựa, lớn tiếng ra lệnh cho đội ngũ tiếp tục tiến lên nhưng trong lòng nàng luôn cảm thấy như có một sợi dây vô hình níu kéo giữa nàng và hắn mỗi bước hắn đi xa càng khiến sợi dây ấy căng thẳng nhưng chưa bao giờ đứt nàng từng nghĩ dù không nhận được từ hắn sự dịu dàng sâu lắng như biển dành cho nhất tiếu nhưng chỉ cần mỗi ngày có thể lặng lẽ mỉm cười với hắn cũng đủ thế nhưng vượng hí dương cười tự giễu bản thân tình yêu nàng dành cho hắn sâu sắc đến thế còn hắn thì hờ hững không mảy may. Từ khi còn nhỏ, nàng là viên ngọc quý của Túc Sa, chỉ quan tâm đến váy đẹp và trang sức quý. Sau khi gặp hắn, nàng trở thành vương phi của trấn Nam, là thê tử của hắn. Nàng từng nghĩ chỉ cần như vậy là có thể cùng hắn sống hạnh phúc đến trọn đời. Nhưng rồi nàng như va phải một bức tường vô hình khi bước vào cuộc sống của hắn với tất cả vẻ quý phái và chân thành của mình. Nếu không tình cờ nghe được những cuộc trò chuyện ấy, nàng hoàn toàn không biết rằng, nơi này không ai chào đón nàng cả. Thì ra nàng lại cô đơn đến thế, bên cạnh không một ai để nàng giải bày tâm sự. Phải chăng cuộc đời cũng giống như giấc mộng bướm của Trang Chu? Nhưng trong giấc mộng đó chỉ có một cánh bướm, đến bao giờ nó mới đạt được ước nguyện đây? Đột nhiên, không khí xung quanh trở nên nóng rực, Phượng hí Dương giật mình quay lại, thấy qua tấm màn lụa nhẹ bay không biết từ lúc nào có một cây mạn đà la đỏ rực mọc lên, cánh hoa bay phấp phới theo gió, lan tỏa một hương thơm quyến rũ, bông hoa mạn đà la ấy thật diễm lệ vô cùng. Bỗng nhiên, cây hoa ấy chuyển động không, đó không phải là một cây hoa, mà là phó nhất tiếu. Tấm màn mỏng tung bay, không thấy rõ khuôn mặt nàng, nhưng từng hơi thở yếu ớt, cùng ngọn lửa thù hận mút trời bao quanh nàng, vang lên từng chữ rõ ràng, phượng hí dương. Ngươi có biết tuyệt vọng là gì không? Đó là cảm giác lạnh giá vô biên vô hạn, thê lương đến tận cùng, từng chút một vỗ về tay ngươi, nhẹ nhàng leo lên vai ngươi, rồi chậm rãi xoa lên mặt ngươi, từng chút một cướp đi từng tấc hy vọng, và cuối cùng là cắt đứt từng hơi thở của ngươi, cho đến khi ngươi phải trả lại hạnh phúc của ta cho ta. Một tiếng hét chói tai như vang vọng từ cõi chết, bọc theo cánh hoa đỏ như máu, lao thẳng vào chán phượng hí dương ngay lập tức, đất trời tối sầm lại. Về ăn uống, cần thanh đạm, dễ tiêu, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, khoảng 2, 3 ngày là hồi phục, khi Phượng Hí Dương tỉnh lại, vị y quan đứng phía sau, đang hướng về hạ tĩnh thạch để báo cáo tình hình sức khỏe. Hắn cuối cùng đã đến, Phượng Hí Dương gần như muốn lao vào vòng tay hắn, chốt bỏ hết những áp lực, tủi thân và khổ đau qua những giọt nước mắt, nhưng nàng cố nén lại, nhẹ nhàng măn dòng nước mắt và khẽ nhắm mắt sau khi để lại vài phương thuốc dưỡng sinh vị y quan lui ra phượng hí dương nghe tiếng bước chân dần xa trong lòng càng thêm căng thẳng sợ rằng hắn cũng sẽ đi mất im lặng kéo dài nàng gần như không kiềm được muốn mở mắt ra bỗng nghe bên cạnh có tiếng thở dài nhẹ âm thanh vạt áo cỏ vào nhau ánh sáng trước mặt nàng bỗng tối lại giường khẽ nhún hạ tĩnh thạch ngồi xuống cạnh nhẹ nhàng kéo chăn lên, đắp lại bàn tay nàng đang đặt ngoài. Sự dịu dàng trầm lặng của hắn vây quanh nàng, Phượng Hí Dương không nén nổi dòng nước mắt, mở bừng mắt, nghẹn ngào gọi, phu quân. Hạ tĩnh thạch hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười dịu dàng với nàng, người vừa mới ngất xỉu, y quan đã kê cho ngươi một chút thuốc bổ. Ta sẽ gọi người đem thuốc tới ngay. Diễn Dương không kịp lau đi dòng nước mắt, vội vã ngồi dậy, níu lấy áo hắn, tha thiết nói, để chút nữa thiếp uống thuốc. Phu quân có thể ở lại với thiếp một lát không? Hạ Tĩnh Thạch An ủi vỗ về mơ u bàn tay nàng, "Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta sẽ ở đây cùng ngươi thêm một lúc." Nàng không buông tay, lo lắng hỏi, "Phu quân, có phải thiếp đã làm gì khiến chàng phiền lòng không?" Hạ Tĩnh Thạch khẽ mỉm cười, trấn an nói, "Ngươi đừng suy nghĩ lung tung, mấy ngày gần đây ta chỉ hơi bận rộn vì công việc chất đống sau, thời gian dài rời khỏi cầm tú." chút nữa rồi sẽ ổn thôi nghe lời ấy lòng phượng hí dương yên ổn lại sắc mặt dần hồng hào trở lại nàng vừa định nói thêm thì bất chợt nhớ đến bông hoa mạn đà la khi nãy lo lắng dâng lên nàng nhìn về phía hành lang ngoài cửa chỉ thấy trống không thấy nàng nhìn ra cửa hạ tĩnh thạch cũng nhìn theo và hỏi sao vậy phượng hí dương trần trừ một chút rồi hỏi cây mạn đà la đỏ ngoài cửa có phải chàng đã sai người mang đi rồi không hạ tĩnh thạch ngạc nhiên hỏi mạn đà la đỏ thấy nàng gật đầu hắn trầm ngâm lúc ta đến cửa đó trống không và trong hoàng thành cũng không có loại hoa ấy ai lại đặt một cây hoa ngay cửa ra vào có lẽ nàng nhìn nhầm chăng phượng hí dương từ từ thở ra một hơi cười gượng nói có lẽ là ta nhìn nhầm lúc đó ta thấy một cây mạn đà la đỏ và phó nhất tiếu nói đến ba chữ cuối ánh mắt nàng bình thản nhìn thẳng vào hắn đồng tử hạ tĩnh thạch co lại, trong chớp mắt ánh nhìn trở nên sắc lạnh như băng. Nhưng trước khi Phượng Hí Dương kịp phản ứng, ánh mắt hắn lại dịu dàng, như thể cơn lạnh khi nãy chỉ là ảo giác. Chắc đó chỉ là ảo giác thôi, nhất tiếu giờ này đã ở xa ngàn dặm, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Y quan cũng nói là ngươi chưa thích ứng với thời tiết, nên hãy uống thuốc sớm đi, hắn nói, nhẹ nhàng rút khỏi tay nàng mảnh vải nàng đang giữ và định đứng dậy thấy hắn định đi diễn dương hoảng sợ lao lên ôm chặt lấy cổ hắn lồng ngực nàng đập mạnh một giọt nước mắt nóng hổi lăn từ mắt nàng rơi xuống gáy hắn trượt dài trên da thịt thiếp xin lỗi xin đừng giận thiếp hạ tĩnh thạch nhẹ nhàng kéo tay nàng xuống đẩy ra giọng điềm tĩnh như mặt nước ta không giận ngươi đừng nghĩ lung tung thấy nàng u sầu rút tay lại hạ tĩnh thạch thoáng lộ vẻ không nỡ nhẹ giọng nói ngươi hãy mau chóng dưỡng sức sau khi Ninh Phi thành thân, chúng ta sẽ lên đường về đế đô bái kiến thánh đế. Người chưa từng đến đế đô, đúng không? Nghe hắn nhắc đến đế đô, đôi mắt phượng hí dương sáng lên, gương mặt cũng lộ thêm phần dạng dỡ, thiếp từng đến rồi. Lần đầu tiên gặp chàng cũng là ở đế đô, hạ tĩnh thạch ngạc nhiên hỏi, khi nào? Đôi mắt phượng hí dương cong lên đầy vui vẻ, cố ý không trả lời câu hỏi của hắn, chàng không nhớ sao? Hạ tĩnh thạch suy nghĩ, ta thực sự không nhớ ta ở đế đô không lâu đó là khi nào vậy là ngày thánh đế đăng cơ thiếp không nhớ rõ thời tiết cũng không nhớ ai đã ở đó chỉ nhớ có chàng diễn dương mỉm cười trong mắt ngập tràn hồi ức sau đó thiếp vẫn thường nghĩ liệu trời cao có định sẵn không giữa bao người như vậy mà thiếp chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy chàng thấy hắn chăm chú lắng nghe diễn dương ngượng ngùng cúi đầu có lẽ ông trời đã định rằng ngày hôm ấy thiếp sẽ yêu chàng. Nhưng thiếp không ngờ chúng ta có thể trở thành phu thê. Phu quân, diễn dương không dám cầu chàng một lòng một giả. Trong lòng chàng, ngoài nhất tiếu, có thể dành cho diễn dương một góc nhỏ không? Phượng Hí Dương nhìn Hạ Tĩnh Thạch với ánh mắt cháy bỏng. Hạ Tĩnh Thạch thoáng bối rối, ánh mắt dần mở đi. Diễn Dương khẽ cắn môi, bất chợt cúi người tới, Nắm lấy cổ áo Hạ Tĩnh Thạch và đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nàng dồn tất cả tình cảm vào nụ hôn ấy, bản năng thôi thúc nàng giữ lấy môi hắn. Có lẽ do quá đỗi ngạc nhiên, Hạ Tĩnh Thạch không đẩy nàng ra. Đôi môi hắn mỏng và mềm mại, nhưng vô hồn, nhạt nhẽo như nước lã. Từ sâu trong lòng, nỗi bi thương dâng lên, vây quanh Phượng hí dương như biển sâu tĩnh lặng. Nước biển lạnh giá đến tận xương, nhưng nàng sẵn lòng chìm xuống để cuối cùng lạc trôi vào đó nụ hôn của nàng dần trở thành lời cầu xin trở thành sự tuyệt vọng muốn chiếm lấy như muốn qua nụ hôn ấy xua tan sự lạnh lùng xa cách và vô tình trong tâm hồn hắn đột nhiên ánh mắt hạ tĩnh thạch thay đổi hắn mạnh mẽ đầy phượng ý dương ra đứng dậy với vẻ mặt đầy chán ghét hắn từ từ dùng tay áo thêu kim để lau đôi môi hơi ẩm lạnh lùng nói trái tim của bổn vương quá nhỏ cuộc đời này cho dù là nàng, cũng không còn ai khác chen vào được. chương 32 Sự lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy dọc đến đỉnh đầu, cơn đau từ cổ họng bỏng rát đến dạ dày, quả là một cú đánh chí mạng. Phượng Hí Dương không thể kiểm soát được, run rẩy lên, nước mắt tràn mi, kêu lên, vậy tại sao ngài không cưới nàng ấy? Hạ tĩnh thạch cũng sững người, sau một lúc lâu, ngọn lửa trong mắt hắn mới dần lụi tắt, cười buồn bã, có những lúc duyên phận là như thế chỉ có người cùng ngươi vượt qua bao nhiêu thăng trầm mới có thể chiếm trọn đời ngươi một khi bỏ lỡ thì sẽ bỏ lỡ mãi mãi hắn nói xong dần dần bình tĩnh lại lời này có thể nghe có vẻ tàn nhẫn cũng rất ích kỷ nhưng ta cần ngươi hiểu rằng dù không có nhất tiếu cuộc hôn nhân vì hòa thân này cũng sẽ không có hạnh phúc nhưng ta có thể đảm bảo rằng ngươi sẽ là nữ chủ nhân duy nhất ở đây mọi chi tiêu ăn mặc chỉ cần trong khả năng của ta, người có thể yêu cầu. Diễn dương dùng mình, giọng nói nhỏ gần như không thể nghe thấy, nếu chỉ vì những lý do đó, ta cần gì phải gả đến cẩm tú. Nếu chỉ là vì hòa thân, ta có thể gả cho thánh đế. Nàng nắm chặt ván giường đến mức móng tay gãy rời, nhưng loại đau đớn nhỏ này nàng bỏ qua, lầm bẩm chẳng lẽ tình cảm quá dễ dàng đạt được thì ngươi không đáng để trân trọng sao? Có lẽ ta nên hỏi ngươi, vì sao cứ khăng khăng phải gả cho bổn vương giọng của hạ tĩnh thạch càng lạnh nhạt trong chiến tranh giữa cẩm tú và túc xa binh lính của túc xa đã chết dưới tay bổn vương không dưới một vạn người mà số tướng sĩ đã hy sinh dưới trướng bổn vương cũng phải tính bằng hàng vạn vậy sao ngươi chắc chắn rằng bổn vương sẽ đối xử tử tế với ngươi thậm chí là yêu ngươi phượng hí dương mở to mắt nàng rất muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra một chữ thôi người cứ nghỉ ngơi đi không cho nàng cơ hội lên tiếng giữ lại hạ tĩnh thạch dứt khoát xoay người đi về phía cửa phượng hí dương ngẩn ngơ nhìn bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa đã khép lại trong mắt tràn đầy nỗi thất vọng sâu sắc và trống rỗng vì sao chứ nàng chỉ đơn giản muốn yêu hắn mà thôi nàng mệt mỏi nhắm mắt lại thì ra trong cuộc truy đuổi mang tên tình yêu này ai nói ra chữ yêu trước thì kẻ đó thua nhưng dù cuộc chơi còn chưa bắt đầu nàng đã thua, với đầy thương tích trong lòng, mà lại. Vẫn cam tâm chịu đựng. Tiếng mưa rơi tí tách, những cánh hoa nhạt màu bị dòng nước trên mái hiên hắt rơi khỏi cành. Trong lồng tơ vàng, chú chim nhỏ bất an nhảy nhót giữa không khí ẩm ướt. Đứng trên hành lang nhìn cảnh mưa, phó nhất tiếu để tả váy tung bay trong gió, ánh mắt thâm trầm, xa xăm. Sau lễ thành hôn, nàng ở lại phủ của hoàng tử Phượng Tùy Ca. Ở đây có đủ kiểu kiến trúc, từ những ngôi nhà thủy tạ tao nhã đến các đình đài lầu các, mang phong cách mỹ lệ nhưng lại thiếu đi cảm giác tự tại, thoải mái. Mấy ngày qua, Phượng Tùy Ca không hề xuất hiện, đám hạ nhân sau lưng xôn xao bàn tán, suy đoán vì sao hoàng tử lại lạnh nhạt với nàng ngay sau ngày cưới, đêm nào cũng quấn quýt bên các ca vũ cơ thân mật. Ngay cả vụ náo loạn của mây đùn trong lễ cưới cũng chỉ bị trách mắng sơ qua rồi vẫn thản nhiên qua lại trong phủ. Nhưng mặc cho hoàng tử lạnh nhạt, cũng mặc cho những lời cảnh cáo trong ngày cưới mà Phượng Tùy Ca nói trước mặt mọi người, Phó Nhất Tiếu từ một kẻ tù nhân mà trở thành trắc phi cũng nhận được sự quan tâm không kém gì việc triều chính của Phượng Tùy Ca. Dù nàng hiện giờ không được sủng ái, điều đó không có nghĩa là nàng mãi không có cơ hội thay đổi tình thế, nên không hạ nhân nào dám lộ vẻ kiêu ngạo trước mặt nàng. Một trận gió ùa tới, làm sao động mưa bụi và những chuỗi ngọc treo dưới mái hiên. Phó Nhất Tiếu lùi lại vài bước, tránh những giọt mưa hắt tới, đôi môi đột một hé mở, nở một nụ cười rạng rỡ. Trước nay nàng chưa từng biết đứng dưới mái hiên ngắm mưa lại là một điều tuyệt đẹp đến thế. Mưa bụi tràn ngập không gian, mang theo những tiếng than thở tuyệt vọng, náo nhiệt rơi xuống đất, rồi biến mất không tâm tích. Giá như mọi phiền não của con người cũng có thể tan biến theo mưa, được đất trời hấp thu sạch sẽ thì thật tốt biết bao vì trời mưa phượng tùy ca không ra ngoài giờ đây hắn đứng ở lầu sách bên cửa sổ khép hờ từ xa lặng lẽ dõi theo nàng đã nhiều ngày hắn không bước vào tân phòng ban ngày bận rộn bàn chuyện quốc sự ban đêm chìm trong men say và tìm vui phải một khắc cũng không muốn ngừng nghỉ vì chỉ cần rảnh rang trong đầu hắn lại vang lên lời nàng lạnh nhạt chỉ là một trò chơi thôi không liên quan gì đến tình cảm. Nghe câu nói ấy, hắn gần như chết lặng, có lẽ hắn đã từng nói điều gì sai, nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh như băng của nhất tiếu, một cảm giác bất lực tràn ngập khắp cơ thể hắn. Chẳng lẽ tình cảm là như vậy sao? Nếu người kia không thích ngươi, thì dù ngươi có dốc lòng bao nhiêu, nàng vẫn sẽ không đón nhận ngươi. Nghĩ đến việc bao nhiêu cử chỉ nhẹ nhàng và tình cảm chân thành của mình cũng không thể đổi lấy một nụ cười thật lòng từ nàng phượng tùy ca cuối cùng mất hết kiên nhẫn quay người bước đi một tia chớp xé toạc bầu trời tiếp theo là tiếng sấm ầm ầm như đánh thẳng vào lòng phượng tùy ca từng hồi từng hồi rõ ràng như vậy tại sao hắn không thể đối diện với nàng bằng một trái tim bình thường không chỉ đầu óc rối loạn mà trong lòng hắn cũng quặn đau hắn hận người phụ nữ đang đứng dưới hành lang kia hận nàng vì luôn chi phối cảm xúc của hắn làm hắn không thể có lấy một khoảnh khắc bình yên. Hắn thực sự muốn tự tay hủy diệt nàng, nhưng rồi, không còn gì nữa, vì nếu làm vậy, có lẽ chính hắn cũng sẽ tự hủy diệt mình. Ngày đó hắn không sai, nàng chính là một đóa hoa độc, lộng lẫy, kỳ lạ nhưng đầy nguy hiểm. Độc tính ấy đã ăn mòn trái tim hắn, dù vô tình, nhưng khiến hắn không thể nào ngừng yêu nàng. Đột nhiên, ánh mắt sắc bén của Phượng Tùy Ca nheo lại, chỉ nhìn trong chốc lát, hắn vội vàng hướng ra cửa đi đến. Phó Nhất Tiếu cảm nhận một sự đề phòng mơ hồ đã ngấm vào nàng từ những năm tháng chiến tranh. Nàng tu lại tâm trí đang thả lỏng, hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở góc hành lang không xa. Lại là nàng ta. Thấy nàng nhanh chóng phát hiện ra mình, mây đùn có chút giật mình nhưng vẫn làm ra vẻ không quan tâm, chậm rãi bước tới. Rõ ràng nàng đã cố tình trang điểm kỹ lưỡng, mây đùn đeo trang sức cải trán ngọc châu quý giá mặc chiếc váy dài lụa mỏng thiêu hoa ngũ sắc quanh eo là chuỗi ngọc phát ra tiếng leng keng khi cử động vẻ kiêu căng của nàng khiến người ta dễ lầm tưởng nàng là hoàng tử phi cao quý được phong danh kim điệp ngọc sách tỷ tỷ dạo này trông có vẻ tiều tụy đi nhiều mây đùn dừng lại bên cạnh nhất tiếu giả vờ quan sát nàng một hồi hoàng tử cũng thật là đã là phu thê rồi sao còn phải giận dỗi đêm nào chẳng đến chỗ của mây đùn, mây đùn cũng định thay tỉ tỷ. Người gọi ta là gì? Nhất tiếu nhìn nàng kiêu kỳ, có ai cho phép ngươi không hành lễ khi gặp ta sao? Mây đùn lập tức thất sắc, gương mặt nàng biến đổi vài lần, cuối cùng đành kìm nén tức giận mà quỳ xuống, thiếp thân mây đùn, xin ra mắt hoàng tử phi. Nhất tiếu không vội bảo nàng đứng lên, chỉ thản nhiên nói, ta không phải là hoàng tử phi, chỉ là một chắc phi vừa mới tân hôn đã mất đi sự sùng ái thôi. Mây đùn đành phải hành lễ lại lần nữa, thiếp thân mây đùn, ra mắt chắc phi. Đứng lên đi, nhất tiếu khẽ nhếch môi, nhưng không có chút ấm áp nào trong nụ cười, vừa rồi ngươi nói gì, nói tiếp đi. Mây đùn nghiến răng đứng dậy, cười lạnh nói, thực ra không có gì, chỉ là lo chắc phi vẫn còn ghi hận hai roi của mây đùn trước đây, nên ta muốn đến xem và hỏi thăm đôi chút. Có điều, chắc phi cao cao tại thượng như thế, chắc sẽ không chấp nhặt với mây đùn chuyện xưa đâu nhỉ. Nhất tiếu khẽ cười, ra tay nhanh như chớp, mạnh mẽ tát mây đùn một cái. Mây đùn không lường trước được nhất tiếu sẽ bất ngờ ra tay, không kịp tránh, lập tức bị cú đánh khiến nàng lảo đảo lùi lại vài bước mới đứng vững, trên má trái hiện rõ dấu tay đỏ rực. Như thể vừa chạm phải vật bẩn, nhất tiếu nhẹ nhàng nhấc váy, xoa xoa lòng bàn tay rồi mới ngẩng lên cười nói ngươi chắc cũng đã biết ta chẳng phải người xuất thân cao quý gì món nợ này ta vốn định tính với ngươi từ lâu nay ngươi tự mình dâng đến cửa không cần đến roi lại đây nhận thêm một cái nữa là xong mây đùn vừa kinh sợ vừa tức giận phó nhất tiếu dù nhiều năm chưa luyện võ nhưng sức tay lại rất mạnh vừa rồi cu tát suýt khiến nàng mất đi làm sao nàng chịu bước tới để nhận thêm một trường nữa Che bên má sưng đỏ, mây đùn căm hận rít lên, "Phó Nhất Tiếu, cho dù ngươi có được phong làm chắc phi, trên ngươi vẫn sẽ có chính phi đè nén. Huống chi ngươi chỉ là một kẻ xuất thân thấp kém, ong bướm lả lơi. Hoàng tử chỉ sủng ngươi vài ngày, đừng tưởng mình là cái gì." Nhất Tiếu vẫn giữ vẻ cười nhàn nhạt, "Ung Dung, không cần ngươi nhắc nhở, ta lúc nào cũng nhớ rất rõ." Mây đùn nghiêng mặt khinh bỉ, "Ngươi nghĩ ngươi là ai?" chuyện gì ầm ĩ vậy giọng của phượng tùy ca bất chợt vang lên mây đùn giật mình lập tức đổi sang vẻ mặt khóc lóc lao thẳng vào lòng phượng tùy ca hoàng tử mây đùn chỉ định đến trò chuyện với hoàng tử phi ai ngờ nàng không nói lời nào đã ra tay đánh thiếp ngài xem mặt thiếp này ánh mắt từ gương mặt thản nhiên của nhất tiếu rời đi phượng tùy ca ôn tồn ôm lấy mây đùn nâng mặt nàng lên để nhìn vết bàn tay mây đùn người thật chẳng biết điều gì cả để phó nhất Tiếu hiểu rõ vị trí của nàng thật dễ dàng. Nhưng ngươi, ngươi có hiểu mình là ai không? Khi mây đùn còn chưa kịp phản ứng, hắn tung lấy tóc nàng, đánh một cú vào bụng. Mây đùn ngã xuống đất rên rỉ đau đớn, gương mặt tràn đầy kinh ngạc. Ta đã nói rồi, phó nhất tiếu là phi tử của ta, ai dám xúc phạm nàng, ta tuyệt đối không tha thứ. Phượng tùy ca lạnh lùng nhìn mây đùn, từ từ bước lên phía nàng. chương 33 Mây đùn chỉ cảm thấy đôi chân ngày càng nặng nề khi đạp lên mặt đất, đau đến mức gần như muốn mất đi. Đột nhiên, nàng nghe tiếng phó nhất tiếu gọi to, đừng. Lập tức áp lực buông lỏng, mây đùn tranh thủ hít vào vài hơi không khí ẩm ướt, tầm nhìn dần trở lại. Nàng thấy phó nhất tiếu một nửa ôm lấy thân hình Phượng Tùy Ca, kéo hắn sang một bên. Phượng Tùy Ca còn giận dữ, quay đầu chừng mắt nhìn nhất tiếu, đừng cái gì chứ nhất tiếu chạm ánh mắt với hắn, giật mình buông tay định lùi lại, nhưng Phượng Tùy Ca đã nhận ra. Hắn liền giang cánh tay, kéo chặt nhất tiếu vào lòng mình. Nói đi, nhất tiếu nghiêng đầu tránh đi hơi thở nóng bỏng của hắn, lúng túng đáp, ta chỉ muốn nói đừng làm nàng tổn thương. Phượng Tùy Ca cười lạnh, người quả thật rất rộng lượng. Người không nghe rõ lời nàng nói sao, nghe rõ, nhất tiếu bình thản nhìn thẳng hắn. Nàng nói ngươi như vậy mà ngươi không phản bác, rằng nanh sắc bén của ngươi chẳng lẽ chỉ dành để đối phó ta sao? Phượng Tùy Ca giận dữ đến nỗi đôi mắt như bốc lửa. Nếu nàng tin ta, nàng sẽ không tin vào lời đồn. Nàng không tin ta, vậy ta cần gì phải giải thích với nàng? Nhất Tiếu khẽ nhíu mày, ngươi đang làm ta đau. Phượng Tùy Ca ngập ngừng một lúc, hơi nới tay, giọng nói cũng dịu đi, vậy ngươi để nàng tùy tiện sỉ nhục ngươi như vậy sao? Nhất Tiếu không thoải mái, cố gắng lùi ra sau để giữ chút khoảng cách, nhưng không thể thoát khỏi Phượng Tùy Ca, đành thật lòng nói, nếu ngươi không đến, ta đã đánh nàng rồi. Nhưng giờ ngươi đến rồi, ta sẽ để ngươi tự xử lý. Phượng Tùy Ca bật cười khẽ, bên cạnh, tiếng rên rỉ nhỏ vang lên khi Mây Đùn cố ngồi dậy. Lớp trang điểm tinh tế giờ đã lem luốc vì bụi và nước mắt, trông rất khổ sở. Cuối cùng, Nhất Tiếu không đành lòng nhẹ giọng bảo, chuyện trước đây cứ bỏ qua hết đi. Người về đi, trường lạnh một chút, mặt sẽ đỡ hơn. Mây đùn vô cùng xấu hổ và khó chịu, nhưng không dám làm gì thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cúi mặt đứng lên hành lễ. Khi nàng quay người định đi, Phượng Tùy Ca gọi lại, thiết kết kim ta sẽ sai người đem đến cho ngươi, từ nay không cần lại đến nữa. Cuối cùng, mây đùn không nhịn được bật khóc, quỳ xuống cầu xin, mây đùn biết sai rồi, xin điện hạ, Cút đi, Phượng Tùy Ca lạnh lùng nói. Nhất Tiếu Trần Trừ nhìn hắn, định nói gì đó, nhưng đã bị Phượng Tùy Ca kéo đi về phía sau. Không giận nữa sao? Sau khi vừa nửa đỡ, nửa ôm đưa Nhất Tiếu về phòng, Phượng Tùy Ca cuối cùng thả tay ra, mỉm cười hỏi nàng, "Ngươi đối với nữ nhân thật sự vô tình đấy." Nhất Tiếu chỉnh lại áo, vẻ lãnh đạm hỏi, "Còn về Mây Đùn, ngươi cứ thế đuổi nàng đi." Phượng Tùy Ca nhướng mày, nếu ngươi thấy phạt nhẹ quá, ta có thể gọi người ban chết nàng cũng được. Thấy hắn cố ý xuyên tạc ý nàng, nhất tiêu cũng nhướng mày theo, ngươi không sợ nói ra điều đó, thì ta sẽ tự mình xử lý. Phượng tùy ca không chút do dự đáp, đương nhiên không ngại. Nàng đã buông lời xúc phạm ngươi, theo luật đáng phải đánh chết tại triều đình. Nhưng chúng ta chưa thành thân, không nên thấy máu, nên... Hắn dừng lại, liếc nhìn nhất tiếu, Thấy nàng bình tĩnh nhìn hắn, như thể chắc chắn rằng hắn sẽ nói lời cầu xin cho nàng ta. Phượng Tùy Ca sờ mũi để giấu đi nụ cười sắp bật ra, tiếp tục nói, "Ta có một cách còn hay hơn." Nhúng phần thân dưới của nàng vào nước, sau đó phong kín lại, treo lên và ép nàng liên tục uống nước. Hắn không ngạc nhiên khi thấy đôi mắt của Phó Nhất Tiếu mở to ra, chỉ sau một ngày, bụng nàng sẽ trương phình như người mang thai 10 tháng, làn da cũng trở nên trong suốt. Trong vài ngày, nàng không chết, cũng không mất ý thức, làn da sẽ bóng mịn như đồ sứ, đặt trên đầu giường ngươi sẽ rất hợp, ban đêm còn có thể hát cho ngươi nghe. Phượng tùy ca, nhất tiếu vừa nghiến răng vừa cười, nhào tới nhau hắn, ngươi thử nói thêm câu nào nữa xem. Phượng tùy ca cố gắng đỡ vài đòn, cuối cùng bị nàng nhéo một cú đau điếng, hắn nhảy dựng lên, vội vàng lùi lại, vừa ôm đau vừa tức giận nói, quên mất ngươi xuất thân từ binh nghiệp ra tay thật mạnh hết giận chưa trong mắt nhất tiếu ý cười chưa tắt nghe hắn nói vậy nàng không thể giận nổi chỉ cười khẽ ta có thể giống như ngươi sao thấy hắn mặt lộ vẻ an tâm nàng bồi thêm đã nói là ta luôn ghi nhớ phượng tùy ca lại bật cười quả nhiên ngươi không thể chịu chút thiệt thòi nào thôi được ngươi cứ nhớ nhiều một chút để xem sau này ai sẽ tìm ai tính sổ nhất tiếu không đáp lại hắn chỉ quay về bàn, tự rót một chén trà uống. Phượng Tùy Ca nhất thời không biết nói gì, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. À, ngươi, tinh nhật là khi nào? Sau một lúc lâu, Phượng Tùy Ca đột một hỏi, đôi mắt nhất tiếu sáng lên nhưng thoáng chốt buồn, rồi nàng cười đáp, hỏi cái này làm gì? Giờ mới nhớ đến chuyện hợp bát tự, có phải hơi trễ rồi không? Đương nhiên không phải, Phượng Tùy Ca có vẻ lúng túng, gãi gãi đầu, ta chỉ nghĩ Ừm, hai ta hình như rất ít khi nhắc về chuyện của bản thân. Thế nên, ừm, ta hỏi vậy thôi, Nhất Tiếu nghi hoặc nhìn hắn, vậy sao? Sao mỗi câu ngươi nói chỉ có bốn chữ đầu và bốn chữ cuối là xuôn sẻ? Có phải lại đang mưu đồ gì không? Phượng Tùy Ca tức giận, ta thì mưu đồ gì? Chẳng lẽ bắt ngươi đưa bát tự để hành vu cổ thuật à? Nhất Tiếu cũng cảnh giác nhìn hắn, ờ ha, cũng có thể dùng để làm trò này hắn ngay lập tức sụ mặt, nhận ra không khí vừa thoải mái lại cứng đờ. Nhất tiếu bỗng cười nhẹ, nhưng ngươi có muốn làm gì cũng không được, vì ta không biết ngày sinh của mình. Thấy Phượng Tùy Ca không tin, chừng mắt nhìn nàng, nhất tiếu cũng chừng lại, ngươi không phải không biết. Mẹ ta chỉ là một hạ nữ, nên từ nhỏ không ai tổ chức sinh nhật cho ta. Ta cũng chưa từng hỏi mẹ ngày sinh của mình, việc không biết ngày sinh là bình thường mà, có gì đâu nàng bỗng nghẹn lời vì phượng tùy ca ngơ ngác nhìn nàng với ánh mắt phức tạp trong vô thức nét mặt hắn dịu đi nhất tiếu nhíu mày khẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ giận dữ nói ngươi biểu cảm gì vậy ngươi đang thương hại ta sao không phải thương hại đâu phượng tùy ca chớp chớp mắt cúi đầu nhìn xuống đất giọng nhẹ nhàng với tính cách của ngươi chắc cũng sinh vào mùa hè dù sao thì cũng sắp tới rồi Chúng ta cùng tổ chức sinh nhật đi. Nhất Tiếu Nghi hoặc quay lại, sao lại nói là sắp đến rồi? Phượng Tùy Ca đột nhiên xấu hổ, lớn tiếng, sao ngươi hỏi nhiều thế, có phải giận ngươi đi chém đầu đâu mà hỏi vậy? Nhất Tiếu tức giận với tiếng quát khó hiểu của hắn, không cãi nhau với ta vài ngày là ngươi thấy khó chịu phải không? Phượng Tùy Ca nắm tay chặt bên người, định nâng lên nhưng rồi kìm lại, oán hận nói: ngươi chính là nữ nhân cứng đầu nhất trên đời. Nhất tiếu nheo mắt, chống tay lên hông nhìn hắn, ngươi nói rõ ra xem nào. Dù ta có cứng đầu thật thì sao chứ, người hơn ta bao nhiêu mà dám mắng ta. Dựa vào cái gì, phượng tùy ca gần như bùng nổ, ta có lòng tốt muốn tổ chức sinh nhật cho ngươi, vậy mà ngươi hỏi ta dựa vào đâu. Này, ngươi có biết lý lẽ không? Nhất tiếu chừng mắt nhìn hắn một lúc, đột nhiên lộ ra biểu cảm kỳ lạ ngươi nói muốn tổ chức sinh nhật cho ta sao ta còn chẳng biết ngày sinh của mình ngươi định tổ chức thế nào phượng tùy ca giận dữ chỉ vào nàng ngươi hoàn toàn không chú ý nghe ta nói thấy mặt nhất tiếu lại xa sầm hắn cố nhịn nuốt lời đang định nói hạ giọng bảo ta vừa nói rằng với tính cách của ngươi chắc ngươi cũng sinh vào mùa hè đến lúc đó chúng ta cùng tổ chức sinh nhật ồ nhất tiếu nhàn nhạt, nhạt đáp đầu óc vẫn chưa theo kịp sao mà ngày sinh lại có thể đoán qua tính cách được? Dầm, Phượng Tùy Ca đá chiếc ghế cạnh bên đi xa, tức giận nói, người có nghe ta nói không vậy? Nhất Tiếu giật mình, dựng mày quát lại, Phượng Tùy Ca, người nổi điên cái gì thế? Rốt cuộc người muốn nói gì? Ta nói gì sao? Ta nói là mấy ngày nữa chúng ta cùng tổ chức sinh nhật. Phượng Tùy Ca nghiến răng, chừng mắt nhìn nàng, Nhất Tiếu khẽ nhếch môi, như chợt hiểu ra điều gì rồi bất ngờ nở nụ cười quyến rũ ta biết ngươi đang muốn nói gì rồi phượng tùy ca ngẩn người vội vàng quay ánh mắt đi chỗ khác trên mặt thoáng ửng đỏ hắn nói giọng khàn biết là tốt rồi đến lúc đó ta sẽ sắp xếp ta còn phải đến thư viện đọc sách đi đây nói xong hắn cúi đầu bước nhanh ra ngoài nhất tiếu cười rạng rỡ đôi mắt cong cong ngay lúc hắn vừa bước ra cửa nàng gọi với theo ngay từ đầu nói thẳng rằng vài ngày nữa là sinh nhật ngươi có phải dễ hơn không? Phượng tùy ca vấp vào bậc cửa suýt ngã, loạn choạng vài bước, may mà kịp nắm lấy tường để đứng vững. Phía sau vang lên tiếng cười rộn rã của nhất tiếu, hắn không quay đầu lại, chỉ bước nhanh hơn rời khỏi phòng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 34. Phượng Hí Dương lặng lẽ nằm trên giường, nàng bắt đầu lo sợ ánh sáng nhạt xanh của buổi sớm lọt qua cửa sổ, sự tươi sáng của bầu trời cũng đồng nghĩa rằng ngày hôm qua đã trôi qua mất rồi sự cô độc của ngày mới lại như cơn gió thổi quét qua những chiếc lá xanh của tuổi trẻ nàng thân thể nàng đã dần hồi phục nhưng vẫn mệt mỏi từ ngày hạ tĩnh thạch rời đi hắn chưa từng trở lại nàng cũng không đủ can đảm để sai người đi mời hắn bởi hắn vốn chẳng thèm để tâm có đi cầu khẩn cũng chỉ chuốc nhục vào thân không biết đã bao lâu trôi qua bỗng nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng người nhốn nháo chạy tới chạy lui. Phượng Hí Dương theo bản năng nghiêng tay lắng nghe, thoáng nghe thấy tiếng ai đó nói, hộp máu. Y quan, hộp máu, y quan, trong vương thành này, còn ai hộp máu lại khiến đám hạ nhân hoảng loạn như vậy? Phượng Hí Dương bất chợt ngồi bật dậy, một cơn chóng mặt kéo đến khiến nàng như bị bóng tối bao phủ. Nàng loạn choạng ngã lăn xuống đất thị nữ đứng ngoài phòng nghe tiếng động vội đẩy cửa bước vào, trông thấy Phượng Hí Dương đang loạn choạng bò dậy từ mặt đất, không khỏi hốt hoảng kêu lên, vội chạy đến đỡ nàng, Vương Phi, sao ngươi lại ngã xuống thế này? Phượng Hí Dương được thị nữ đỡ đứng lên, lập tức nắm lấy tay nàng hỏi dồn ai hộp máu? Ta vừa nghe thấy ai đó hộp máu, thị nữ ngập ngừng một chút rồi đáp, nô tỳ cũng không rõ lắm, nhưng nhìn tình hình thì hình như là điện hạ, câu nói chưa dứt phượng hí dương đã buông tay thị nữ lao thẳng ra ngoài vương phi vương phi hãy khoác thêm áo giày nữa thân thể ngài vẫn chưa hồi phục lỡ bị nhiễm lạnh thì sao thị nữ vừa kêu vừa vội nhặt đôi giày trên sàn và chiếc áo choàng lụa ở đầu giường nhanh chóng đuổi theo nàng phượng hí dương không màng đến việc có thể va vào ai cứ thế chạy dọc theo hành lang qua đình viện phía sau là một vài thị nữ đuổi theo từ xa nhưng tiếng gọi của họ nàng chẳng còn nghe thấy. Không thèm để ý thì đã sao, chỉ một chút đả kích như vậy, hắn đã quên sạch những lời thề sắt son với phụ vương trước khi đại hôn rồi sao? Phượng hí Dương Hoang mang tự hỏi, trong khi tiếng gió rít mạnh bên tai. Không biết hắn ở đâu, nàng sẽ tự mình đi tìm. Một khi đã tìm được, nhất định sẽ đối diện nói cho hắn biết, bất kể hắn nghĩ thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không buông tay yêu thì đã yêu, vốn dĩ là mù quáng, nhưng một ngày nào đó, nàng sẽ nhổ tận gốc hình bóng của phó nhất tiếu trong lòng hắn. Phía trước có người đi ngược chiều với nàng, theo phản xả, nàng định tránh nhưng đã không kịp, mạnh mẽ va vào lòng ngực người ấy. Tức thì, một cánh tay rắn chắc vòng qua ôm chặt lấy nàng. Nàng dãy dụa hét lên, buông ta ra, ta muốn đi gặp hắn. Ta sẽ đưa nàng đi gặp hắn, giọng nói điềm tĩnh của tiêu vị nhiên vang lên, nhưng trước hết nàng phải về phòng mặc thêm áo ngoài trong lòng phượng hí dương nhẹ nhõm phần nào đến lúc này mới nhận ra mình đã kiệt sức nếu không có tiêu vị nhiên đỡ e rằng nàng đã ngã khuỵu xuống đất rồi phượng hí dương không chịu quay lại phòng nàng nhận chiếc áo choàng từ tay thị nữ rồi nhanh chóng bước theo tiêu vị nhiên tiêu vị nhiên không nói thêm lời nào chỉ giữ nhịp bước vừa phải phía trước dẫn đường cho nàng đi qua những dãy điện trong vương thành Tiêu vị nhiên dẫn nàng thẳng đến thư phòng. Không khí trong làn hương tía tô và gỗ đàn hương thoang thoảng khiến tinh thần Phượng Hí Dương thêm phấn chấn. Nàng bước nhanh hơn, qua một khúc quanh, không ngạc nhiên khi thấy trước cửa thư phòng là đám đông chen lấn, không ít quân sĩ và người hầu đứng trên bậc thềm, lòng như lửa đốt ngóng nhìn vào trong. Thấy tiêu vị nhiên đến, nhiều người có vẻ an tâm, một võ tướng nôn nóng bước tới nghênh đón, tiêu tổng quân, mau vào xem còn nàng sao lại đến đây? Ánh mắt rơi lên người nàng, lộ rõ vẻ bài xích. Lúc vào, ta gặp Vương Phi nên đưa nàng cùng đến, tiêu vị nhiên nhẹ nhàng đáp, rồi hỏi, điện hạ thế nào rồi? Võ tướng lập tức bước theo bên cạnh hắn, đáp, y quan đã vào trong, mọi người đều muốn vào, nhưng sợ đông quá quấy nhiễu điện hạ, nên đều phải đứng chờ bên ngoài. Tiêu vị nhiên gật đầu, bước nhanh lên thềm đá, đẩy nhẹ cửa thư phòng. Phượng Hí Dương cúi đầu lặng lẽ đi theo phía sau, xung quanh là những ánh mắt đủ sắc thái khiến toàn thân nàng run rẩy, đôi tay đã lạnh buốt đến thâu xương. Trên sàn thư phòng trải tấm thảm dệt lớn, cửa mở rộng, một bên là rèm châu cầm màn buông xuống lộng lẫy. Tiêu vị nhiên bước chân không ngừng, vừa vào đến nơi, bỗng phát ra một tiếng hô kinh ngạc. Trong lòng nàng bỗng hiện lên hình ảnh người ấy có thể đang trong tình cảnh nào, khuôn mặt không còn chút máu, đầu đầy mồ hôi lạnh, khớp hàm cắn chặt. Phượng Hí Dương đưa tay vén màn cầm, lòng nàng chợt nghẹn lại, tim như thắt lên tận cổ họng. Hầu như ngay lập tức, giọng nói ấm áp vang lên, không có chuyện gì lớn, sao ai cũng căng thẳng thế này. Sao nàng cũng tới, câu cuối cùng là dành cho Phượng Hí Dương. Như thể sức lực cả người bị rút cạn, Phượng Hí Dương tựa vào khung cửa, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, người bị làm sao vậy? Vị y quan đứng bên nhẹ giọng đáp, điện hạ chỉ vì lao lực quá mức, ho ra chốt huyết ứ đọng ở phổi, không đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là sẽ ổn. Hạ tĩnh thạch khẽ gật đầu, kinh động tiên sinh phải đến đây, thật là ngại quá. Ninh Phi, tiến tiên sinh ra ngoài giúp ta. Lúc này Phượng Hí Dương mới nhận ra Ninh Phi và Tuyết Ảnh cũng đứng bên cạnh. Ninh Phi khẽ đáp rồi dẫn y quan ra ngoài tuyết ảnh lạnh lùng liếc nhìn Phượng Hí Dương một cái rồi cũng theo sau. Tiêu vị nhiên ngần ngừ một chút, cuối cùng cũng lui ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn lại Hạ Tĩnh Thạch và Phượng Hí Dương. Hạ Tĩnh Thạch đưa tay diều nàng ngồi xuống giường, thân thể chưa hồi phục thì đừng đi lung tung nữa. Phượng Hí Dương ngây người ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên vài vết máu trước ngực hắn, ngươi thật sự không sao chứ. Y quan đã nói không sao, hắn mỉm cười xoay người ngươi ở đây ngồi một lát ta sẽ gọi người đưa kiệu mềm đến để đưa ngươi về phượng hí dương ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng hắn cuối cùng cũng gặp lại hắn vẫn là nét thanh nhã dịu dàng quen thuộc nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt để lại cảm giác lạnh lẽo như băng xuyên vào lòng khiến tim nàng nhói đau cuối cùng nàng vẫn không đủ can đảm gọi hắn lại những hạt trâu của màn cửa khẽ vang lên khi hắn bước ra và bóng dáng ấy đã khuất tiện y quan ra về, Ninh Phi cuối cùng không nhịn được mà trách móc. Từ nãy đến giờ, những lời khuyên của ta ngươi chẳng thèm nghe, càng ngăn càng cố ý nói ngay câu đầu tiên, ta thấy ngươi là cố tình chọc tức điện hạ. Tuy không rõ nguyên do, nhưng ánh mắt của tiêu vị nhiên vẫn chăm chú nhìn vào tuyết ảnh. Tuyết ảnh có vẻ vô cùng hối hận, nếu ta biết hắn sẽ hộp máu, ta đã không nói như vậy. Thật là chán ghét, Ninh Phi thở dài chán nản, ngươi tiện thể chọc ta tức chết luôn đi cho xong. Ninh phi thở dài. Sáng sớm nay chúng ta nhận được tin từ thương đội của Nhất Tiếu. Nàng nhờ Tuyết Ảnh và phó ra lấy vài thứ và hỏi xem có thể lấy lại cây châm lưu ly li mà điện hạ giữ không. Ta cũng thật đáng trách vì khi nàng đang xem tin, ta thuận miệng hỏi người đưa tin về tình hình túc xa. Người đó nói rằng ngoài chuyện hoàng tử sẽ cưới một nữ nhân quý tộc ra, không có biến động gì khác tuyết ảnh vừa nghe liền ném thư, đòi vào thành ngay. Ta chạy theo, dặn nàng hãy lấy lý do mượn cây châm và đừng nói chuyện hôn sự của nhất tiếu với điện hạ, nàng cũng hứa rất nhanh. Vậy mà vừa vào thư phòng, nàng lại lao đến nói thẳng với điện hạ rằng, nhất tiếu muốn thành thân với phượng tùy ca, nên kêu ngài trả lại cây châm lưu ly, li. sắc mặt điện hạ lập tức thay đổi, cầm thư chưa đọc xong mà đã nôn ra một bông máu. Tuyết ảnh cũng nóng nảy, chỉ vào mặt Ninh Phi, lớn tiếng người đừng lúc nào cũng bênh vực điện hạ người thử hỏi lương tâm mình xem nếu không phải vì hạ tĩnh thạch nhất tiếu có bị bắt đến đó không sao nàng lại phải ở túc xa mãi mà không trở về một người cứng đầu như nàng cưới phượng tùy ca lúc này thì người nghĩ cuộc sống của nàng sẽ tốt đẹp sao hơn nữa nếu ta không nói với hạ tĩnh thạch chuyện nhất tiếu muốn thành thân chẳng lẽ hắn sẽ không bao giờ biết ninh phi tức đến nỗi không nói nên lời Tiêu vị nhiên kéo tuyết ảnh lùi lại hai bước, nhẹ giọng nói, tuyết ảnh nói cũng không sai, chuyện này không thể giấu mãi được. Nhưng tuyết ảnh cũng không nên nói cả hai chuyện cùng một lúc, nghe như thể nhất tiếu muốn đoạn tuyệt với điện hạ vậy. Tuyết ảnh tuy nói mạnh miệng, nhưng trong lòng cũng có chút áy náy. Nàng ngập ngừng nói, vậy giờ phải làm sao? Lời đã nói ra rồi, hay để ta quay lại giải thích với hắn rằng nhất tiếu không có ý như thế? Tiêu vị nhiên lắc đầu, không cần. Thật ra, ta nghĩ nhất thiếu thực sự có ý như vậy. Nếu mọi chuyện đã đến nước này, không cần thiết phải giải thích thêm nữa. Chỉ là hắn ngập ngừng suy nghĩ, rồi ngước nhìn đôi mắt đang băn khoăn nhìn mình. Các ngươi không cảm thấy có gì đó không ổn sao? Ninh Phi nhíu mày, chẳng lẽ người túc xa đã hại nhất tiếu, tin tức và đồ đạc gửi về chỉ là giả tạo. Tuyết ảnh tức giận đấm vào vai hắn, miệng chó thì phun được ngả voi sao? Ngươi, rồi nàng đột ngột dừng lại, nhìn về phía tiêu vị nhiên, đúng là có chút khó hiểu. Hắn quan tâm nhất tiếu như vậy, sao lại không chịu cưới nàng? chương 35 Hồ sen điểm xuyết những bông hoa sen màu hồng nhạt hoặc vàng nhạt, nổi bật trên làn nước xanh biếc, như một giấc mộng tươi đẹp, hơi thở mùa hè đã trở nên thật nồng nàn. Hạ tĩnh thạch khoanh tay đứng bên hồ sen, hai mắt hơi khép, vẻ mặt bình tĩnh và nghiêm nghị vài ngày nay hắn không nói một lời cử chỉ vẫn giữ được vẻ ung dung vốn có khi chỉ có một mình hắn càng dễ dàng xuất thần như lúc này trong ký ức của hắn còn hiện ra một cung điện lạnh lẽo được bao quanh bởi cây cối xanh tươi những ngày hè oi bức mẫu phi thường đưa hắn đến đó dùng bữa phía đông cung lạnh có một hồ nước lớn tên là ngưng bích trì mênh mông đến mức chỉ liếc mắt cũng không thấy bờ bên trên ao dựng lên những ngọn núi tiên phòng theo bổng lai, phương trưởng và doanh châu. Bên cạnh hồ là hàng trăm đình đài lầu các, trang hoàng xa hoa lộng lẫy, tựa như một giấc mộng, nổi bật lên vẻ đẹp xa hoa của Minh Đức cung nơi mẫu phi cư trú. Nhiều năm trước vào một ngày hè như thế này, Phụ Hoàng và mẫu phi thường cùng nhau ngắm hoa sen ở ngưng bích chi. Phụ Hoàng có vẻ ngoài thanh tú nhưng tái nhợt, còn mẫu phi dịu dàng vuốt ve chán ngài. Cả hai ánh mắt và nụ cười đều sáng ngời. Bên cạnh ta khi đó, cũng có một tiểu nha hoàn với nụ cười xinh xắn luôn đi cùng. Đó là một cô gái tên Nhiêu Nhiễm, từng là nha đầu bầu bạn của hắn trong cung. Sau khi lệ trạch, người hầu khác bất ngờ bệnh nặng không qua khỏi. Nhiêu Nhiễm nhanh chóng thể hiện tài năng của mình và từ đó ở bên cạnh hắn. Tình yêu giống như một cánh đồng cỏ xanh mướt phủ đầy hoa tươi nhưng đầy bẫy. Khi người bị vẻ đẹp ấy mê hoặc vừa định vươn tay hái, đã vô tình rơi vào cạm bẫy đã được sắp đặt từ trước, đau đớn mà dãy rùa. Hạ tĩnh thạch, còn trẻ và ôn hòa, không thể cưỡng lại phong thái quyên rũ mà nhiêu nhiễm cố tình bộc lộ. Tình yêu vừa nhen nhóm đã rực lửa, hắn vẫn nhớ khoảnh khắc nhiêu nhiễm ôm chặt hắn, tỏa ra hơi thở ngọt ngào và ấm áp. Đôi tay nàng tựa như lửa than mà lại lạnh như băng, lướt nhẹ qua thân thể đang run rẩy của hắn, quá đỗi quen thuộc lướt qua khuôn mặt kiều diễm của nàng bỗng hiện lên nét kinh ngạc hắn nghe nhiêu nhiễm nhẹ nhàng hỏi điện hạ chẳng lẽ ngài không muốn nhiêu nhiễm sao hắn sững sờ trên trán dần thấm mồ hôi nhìn nàng vẻ kinh ngạc của nàng biến thành mộ da rồi thành nụ cười bí ẩn sau đó nàng đẩy hắn ra và rời đi ngoài cửa sổ sấm chớp vang rền hạ tĩnh thạch một mình trong phòng uống rượu chất rượu nồng cay trôi qua cổ họng hòa vào nỗi thất vọng cháy bỏng trước khi ngã gục vì say hắn mơ hồ gọi nhiều nhiễm hắn bỗng tỉnh dậy đã là giữa trưa mưa bụi đang rơi lất phất hắn gượng dậy định rót một chén nước uống nhưng phát hiện chén đã trông rỗng lúc này hắn mới nhớ ra đã mấy ngày nay hắn đã dặn dò không cho bất kỳ ai đến gần sân của mình hạ tĩnh thạch chậm rãi bước đến trước cửa sổ vươn đầu ra hé miệng để cảm nhận vị ngọt của những giọt mưa đọng lại trên đầu lưỡi khô khốc bất giác, nước mắt hắn tuôn rơi, hòa cùng mưa, chảy xuống mặt và thấm vào làn môi lạnh lẽo. Phía trước bỗng dưng xuất hiện một bóng người, nhìn qua làn mưa mờ ảo, thân ảnh ấy còn trói lọi hơn ánh mặt trời. Hắn lần đầu tiên cảm nhận hơi thờ của điều chẳng lành, một giọng nói vang lên, truyền khẩu dụ của đế hậu, triệu hoàng tử hạ tĩnh thạch vào ít kiến. Hắn nhớ lại khi đi theo sau hai cung hầu, băng qua những lối đi quanh co trong cung, nơi cây hoa lay động và những đài cao trắng lệ. Tiếng bước chân họ vang lên nhanh nhẹn nhưng đầy bí ẩn. Trong lòng hắn tràn đầy lo âu, đôi mắt cũng dường như không thể nhìn rõ khung cảnh uy nghi và hoa lệ của gia tộc đế vương này. Trong tầm điện của đế hậu sáng như ban ngày, ánh đèn cung đình bạc tỏa rực rỡ. Một phụ nhân đang nghiêng mình nằm trên phượng sập. Đế hậu đang thưởng trà, một mùi hương kỳ lạ từ chiếc tách nhỏ trong tay nàng nhẹ nhàng lan tỏa dường như nàng không nghe thấy tiếng công hầu thông báo, càng không ngoảnh mặt nhìn hạ tĩnh thạch đang quỳ xuống chờ lệnh. Ngươi có biết vì chuyện gì mà bổn cung triệu ngươi vào cung không? Rất lâu sau, đế hậu cuối cùng cũng đặt chiếc tách xuống, quay mặt lại nhìn kỹ hạ tĩnh thạch. Hắn chỉ lắc đầu, nhưng có thể nghe thấy tiếng các cung hầu lần lượt lui ra khỏi điện. Ngươi đứng lên đi, bổn cung muốn ngươi gặp một người. Đế hậu lạnh nhạt nói, đôi mắt mệt mỏi của nàng bỗng lóe lên một tia nhìn rực lửa. Tiếng bước chân nhỏ nhẹ quen thuộc vang lên, hắn không muốn quay đầu lại nhìn, trong lòng không ngừng cầu mong, đừng là nàng, đừng là nàng, vạn lần đừng là nàng. Nhưng rồi, tiếng nàng cất lên, dân nữ như nhiễm tham kiến đế hậu, tham kiến hoàng tử. Sao nàng lại ở đây? Hắn hỏi trong ngơ ngác, mấy ngày gần đây không thấy nàng, ta đã tưởng nàng gặp chuyện gì rồi. Nhiều nhiễm, người lên tiếng đáp lời đi, đế hậu đã bật cười thành tiếng. nhiều nhiễm vẫn giữ nét mặt bình thản, nàng cười nhẹ đầy e dè rồi đứng lên khỏi ghế. nụ cười của nàng tựa một cây dùi đâm sâu vào mắt hạ tĩnh thạch. đối với hắn, nhiều nhiễm giống như một giấc mơ lộng lẫy, rực rỡ nhưng phải sớm tỉnh giấc. nàng nói yêu ta, tất cả đều là giả sao? gương mặt hắn lặng như nước, đôi môi mất hết sắc hồng. yêu sao? Nhiều nhiễm che miệng cười, đây đúng là trò cười lớn nhất của đám kỹ nữ chúng ta trong mấy trăm năm qua. Ca kỹ và kỹ nữ Ánh mắt hắn dừng lại trong khoảng không, lạnh lùng cười nói, nàng làm kỹ nữ thật là đáng tiếc, đáng ra nên là một ca kỹ. Nhiều nhiễm mỉm cười ngọt ngào đáp, nhiều nhiễm đương nhiên là ca kỹ trước, rồi mới làm kỹ nữ. Nếu không, sao có thể diễn tình giả trước mặt hoàng tử, làm người vì nhiều nhiễm mà say mê. Rồi cuối cùng có thể rút lui an toàn Ta đã một lòng với nàng Cớ sao nàng lại lừa ta Cuối cùng hắn không thể kìm nén cơn giận của mình Chẳng lẽ hoàng tử chưa từng nghe qua Kỹ nữ vô tình, ca kỹ vô nghĩa Hoàng tử nghĩ rằng những người trong thanh lâu Thật sự tin vào thề non hẹn biển sao Ha, đó chỉ là diễn kịch mà thôi Tình cảm lâu bền nhất trên thế gian này Chính là sự tuyệt tình Nhiều nhiễm nói nhẹ nhàng nở một nụ cười kiều diễm, nhưng mỗi lời nói như từng nhát dao đâm vào lòng hắn. Là bổn cung sắp xếp nàng đến, hầu hạ, ngươi, vốn định giữ lại để sử dụng sau, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Đế hậu bỗng cười lớn, hạ tĩnh thạch, ngươi định mệnh chỉ có thể là một vương hầu, ngươi sẽ không bao giờ kế thừa ngai vàng. Ha ha ha, hạ tĩnh thạch nghiến chặt răng, cả người run lên, mồ hôi lạnh đầm đìa chảy xuống mắt nhưng cơn đau ấy không khiến hắn nhắm mắt. Ánh mắt mất đi tiêu điểm, không còn cảm thấy thống khổ, chỉ còn lại sự mờ mịt và trống rỗng. Đế hậu chậm rãi ngồi dậy, như nhiễm ngoan ngoãn tiến lên, kê lại gối dựa và nhẹ nhàng xoa vai cho nàng. Bổn cung cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi tự tuyên bố rời khỏi vị trí chữ quân, bổn cung sẽ giữ bí mật này cho ngươi. Thứ hai, nàng cười lạnh, bổn cung sẽ truyền lệnh cho Thái Y Viện đến hội trần, và công bố kết quả ra thiên hạ, giao hết thầy cho thánh đế cùng các triều thần định đoạt. Người chọn thế nào? Hạ tĩnh thạch cúi mắt, đáp một cách nhạt nhẽo, ta sẽ rời khỏi. Ha ha ha, thật là đáng thương, đế hậu bật cười lớn, hạ tĩnh thạch, thật uổng công ta đánh giá cao ngươi, ngươi chỉ là kẻ đáng thương. Nhiều nhiễm cũng cười khúc khích theo. Hạ tĩnh thạch ngây giải nhìn hai người phụ nữ cười đắc ý, không, phải nói là hai con rắn độc răng nọc của chúng đã cắm sâu vào tim hắn, không cách nào nhổ ra được. Cuối cùng cũng cười đủ, đế hậu chậm rãi đứng dậy, kéo tả váy dài, bước đến bên cạnh hắn, đôi mắt phượng long lanh nhìn hắn. Bổn cung sẽ thực hiện lời hứa, nàng ra hiệu cho nhiêu nhiễm tiến lại gần, người có nguyện ở bên hắn cả đời không? Nhiều nhiễm khẽ cười đáp, đế hậu thật biết đùa, nếu nhiều nhiễm đi theo hoàng tử trở về, hẳn sẽ bị ngài ấy xẻo thành từng mảnh mất. Đế hậu gật đầu như suy nghĩ điều gì, có lý, nụ cười trong mắt phượng đột một truyền thành ánh nhìn lạnh lẽo chết chóc. Chưa kịp để như nhiễm phản ứng, một lưỡi chủy thủ sắc nhọn từ tay áo rộng của đế hậu lặng lẽ rốt ra, cắm sâu vào bụng nàng. Thế thì, người đừng về nữa. Nhiều nhiễm há hốc miệng, một tiếng kêu yếu ớt thoát ra từ cổ họng. Đôi mắt nàng trợn tròn, không tin nổi, nhìn chằm chằm đế hậu. Nàng dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay đế hậu, cố đẩy trùy thủ ra khỏi cơ thể mình, nhưng chỉ cần đế hậu khẽ xoay tay, cơn đau đã khiến nàng kiệt sức. Cứu, nàng với ánh mắt đầy ai oán quay về phía hạ tĩnh thạch đang ngây người kinh ngạc, vươn một cánh tay đã đẫm máu về phía hắn. Cứu ta, cầu xin ngươi. Theo bản năng, hạ tĩnh thạch bước lên một bước, định đỡ lấy nàng. Sao vậy, đế hậu cười lạnh lùng, mắt phượng lấp lánh, tay vẫn giữ chặt trùy thủ. Ngươi muốn để nàng mang bí mật này ra khỏi cung, rồi đem làm câu chuyện bên chén rượu cho thiên hạ biết sao. Hắn lập tức dừng lại. Vì ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bổn cung sẽ dạy ngươi một đạo lý, tình yêu là ràng buộc, cũng là gông xiềng. Trong đời người, chỉ cần có tình cảm hay đụng đến lòng yêu, liền sẽ có sơ hở, vì vậy, ngươi đã không còn hoàn mỹ. Nàng mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo vô tình, ngươi thật sự rất xuất sắc nhưng tiếc rằng đã sinh nhầm vào gia tộc khác. Nếu ngươi là con của bổn cung, ngôi vị thánh đế ắt thuộc về ngươi. Hạ tĩnh thạch nhìn đờ đẫn, đế hậu nhanh chóng lui về phía sau, nhiều nhiễm ngã xuống đất, thân thể nàng khẽ run rẩy, cố dãy rụa bò về phía cửa điện, để lại một vệt máu dài phía sau. Đế hậu mang theo nụ cười đầy nghiền ngẫm, chậm rãi bước theo như nhiễm từng bước một về phía cửa điện. Vừa đi, nàng vừa dịu dàng nói, nhanh lên nào, nếu ngươi có thể bỏ ra ngoài, bổn cung có lẽ sẽ suy xét cho ngươi một con đường sống. Hạ tĩnh thạch bất ngờ bước nhanh tới, đưa tay về phía đế hậu, đưa cho ta. Đế hậu thoáng nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa chủy thủ đẫm máu vào tay hắn. Hạ tĩnh thạch chậm rãi ngồi xổm xuống, khẽ nói, nhắm mắt lại, đừng nhìn. Một làn gió lạnh lướt qua gáy như nhiễm, máu tuôn trào từ vết thương, dần dần cơ thể nàng ngừng chuyển động. Trên nền đá xanh, vệt máu ngoằn ngoèo dừng lại cách cửa điện 20 bước. Một giọt máu đỏ thắm từ đầu trùy thủ đang run rẩy trong tay hạ tĩnh thạch nhỏ xuống. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.